Chào các bác nhá. Mà hôm nay mưa gió đi làm thì ướt át mà nhưng mà cây cối thì thích quá các bạn. Chả bù cho mấy ngày trước khô. Hôm nay thì ngày nào cũng có mưa. Cây cối mát lắm. Nếu mà cắt mấy hôm trước cắt thì hôm nay bật lộc nhanh lắm. Nhất là cái rêu mà mới đắp này các bác. Thì bén ngay, sống ngay. Đấy các bác nhìn. Nếu khô cái nó vàng ngay nhưng mà có nước cái nó lại kiểu như nó hồi luôn đấy, xanh luôn. Chưa cây gì mới, em muốn nói chuyện các bác tí với. Quay lại cây này, quay lại cụm này. Thích quá các bác, ngắm đi ngắm lại từ nãy giờ, thích. Tai qua nạn khỏi rồi. Qua cái đợt cháy rồi thì thôi thì bây giờ nó đi vào ổn định rồi. Thì cố gắng làm nó thành một cây nó ra hồn các bác ạ. Chờ em ăn hết điếu thuốc rồi quay cây đấy các bác nhé. Anh em nói chuyện tí. Đấy, vừa mới khoe cái là cô bác hỏi rổ giá. Cây này mà muốn bán thì bay lâu rồi. Tí nó quay những cái thảm rêu các bác. Tâm sự các bác tí là là cái cây, những cây nào mà cái mùa này các bác nhỉ, mùa khô nếu mà cây mini cây to thì để có những cái không gian và những cái bể mà để chứa được nước thì khó. Cây mini các bác nó rất là nhanh khô, nhất là gió hay là cái thời tiết hanh khô nó rất là nhanh mất nước. Có tưới nhiều mấy nó cũng khó mà giữ được. Thế thì cố gắng đầu tư ít đĩa các bạn, ít khay ấy. Ví dụ như cái này để để nước ấy, cái để nước, cái đổ nước đầy để mà để cây lên nó tốt cây lắm, tự nó hút lên. Dưới đít chậu nó có cái những cái lỗ thoát nước ấy thì tự nó hút lên, cây thậm chí không cần phải tưới nhiều. Đấy, như cây này em đắp rêu không cần phải tưới nhiều, rêu xanh ngắt, cây này rêu xanh nhất, nó tự nó hút lên không bị khô. Và cả cây nhiều khi có quên tưới ấy, hoặc là có đi đâu không tưới được thì cũng không sao đâu các bác. Chứ mà để trần ấy thì không mà tưới ngày 3 lần nó vẫn cứ bị khô. Tưới chơi cả đất nữa mà. Cây này đợt vừa rồi mấy em mà không bị cháy thì giờ nó ngon lành lắm. Tiếc, đợt thì tiếc. Giờ đi em chết mất hai cây toàn trên trục, mua phôi tiền chết toàn trên trục. Mai có chợ không biết có mưa hay không nào. Hôm nay mấy hôm nay phiên chợ này hôm nào cũng mưa. Hôm rồi thứ bảy, thứ chủ nhật thì không đi được. Hôm nay lại nắng. Chiều nay mưa. Hết điều thuốc rồi em quay cái cây kia các bác xem nhé. Nói tào lao nhiều các bác không thích nghe. Đó đây các bác. Cái mặt chính là đây. Rất béo nha các bác nhé. Rất thích. Có tí rêu và kiểu như là hơn nhau tấm áo manh quần các bác. Đấy, nhìn cái mặt này thần thánh nhỉ. Chỗ này này các bác nhiều khi cũng ngại cái sẹo này nhưng mà đừng lo, sau nó biến ở chỗ này nó hay đấy.
có cái sẹo đây nó lại hay, nhưng mà tất nhiên nó hơi to. Quần quại lại xong làm vài nhát đục là ok. Đấy. Đấy. Đúng gu anh em mê bây giờ đấy. 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 Sau nó khỏe ấy, mà nó bết rồi thì em sẽ cho đi vào cái miếng đây, cho nó rõ cái tay ra. Cái tay này nó tính là nó phải từ đến đây trở ra chứ không phải từ đây trở ra các bác nhé. Tính là từ đây trở ra, cho bay vào chỗ này đi. Đấy, mình cứ nuôi đi đã. Đấy, mặt này chơi cũng vui. Đấy, các bác ơi. Sau rồi nắn lại cái rễ này cho nó phẳng xuống. Bây giờ kệ nó đi. Rễ ở đây sau. Những cái rễ ở đây nếu mà sau muốn nuôi hai bên hai cái vách này thì đều có chất liệu rồi. Cái rễ ở đây là bên này có rồi, bên này cũng có rồi. Thì lái nó ra đây, vắt nó sang bên này để cho cắm nó xuống. Nó nhanh liền thôi. Có chất liệu đây rồi, hai cái lấy cái nào lấy. Lấy một cái thôi. Đấy thì cái tay của nó tính là tính từ cái đùi gà đùi ếch này trở ra này, chứ không phải là tính từ đây các bác nhé. Cho nên chỗ này nó rất cân với cái bên này rồi. Rồi chỉ có ngọn, cái ngọn nữa là xong thôi. Đấy. Không bị đòn gánh đâu các bác nhé, không bị đòn gánh. Này thấp. Đấy, như hôm trước trình bày là cái những cái này thì để nuôi để kéo sẹo, và sau có thể dùng để làm bệ luôn. To thì cắm xuống. Vẫn vắt vắt cái này để chụp ảnh cho nó dễ. Nhiều khi mà cái cây này mà để lá um tùm mà phôi thì đúng chụp thì chả nhìn thấy cái gì. Phê lắm quá, mới cắt vắt gặp mưa vắt phun luôn. Chứ như hôm mà nó khô khô thì các bác cắt thì nó lâu này lắm. Gặp mưa cái. À đấy, lại cái mùa này thì chắc chắn mùa này là bị dẹp con nhé. Bị xoăn lá này, con ám lá này. Là mùa bắt đầu rét là bị mùa rét. Thấy nó rất mạnh. Đấy, nó bị. Nếu các bác muốn không bị thì chỉ còn cách phun thuốc thôi. Phun thuốc thôi. Diệt dẹp. Trong này bóc ra những con nó đen đen ấy. Nó làm lá rất xấu và nó kém trao đổi chất đi. Đấy, mùa đã rét, đã yếu phát triển rồi lại còn bị bệnh. Xanh thì không tránh được, xanh si. Cái mùa rét này chỉ có phun nữa chứ không tránh được. Tự nó đến mà. Mầm bệnh nó cũng từ năm này năm khác. Mùa hè, mùa nóng thì nó đỡ, nó không bị, gần như nó không bị. Thì em chẳng phun biết gì đâu. Để chơi trên nhà mà phun nó không thích. Xấu xấu tí sang mùa nó lại khỏe. Đấy. Thích không các bác? Đấy, chân càng có nhé. Sau này là chèn nó sẽ bè chỗ này ra. Trước em đục cái lỗ này, đục cái sẹo để cho nó quấn vào đây, nó quặt vào đây này. Đấy, nó sẽ béo cái chỗ ra. Hai mặt của một vấn đề. Chơi mặt nào cũng được. Mặt này thì bệ biết rất bệt, rất vững. Mặt này thì rất là béo. Hầm hố. Ba vai rõ ràng. Đấy. Đúng gu anh em thích bây giờ. À đây, rêu đây. Rêu đây. Hôm vừa rồi tưởng gần chết hết vì nó khô, mấy ngày không tưới. Nên gặp mưa nó lại phun lên. Đấy. Các bạn chẳng có tiền mua cây mới, đoạn này không có tiền mua cây mới. Đấy, các bạn. Nuôi mới khó các bác, chứ bán đi thì có mấy đâu. Phôi đẹp thì mua, có tiền bỏ ra là mua được hết mà. Làm được thành cây thì lâu lắm. Cố gắng tâm đắc thì để lại đối với đôi cây mà luyện. Còn các bác thương mại thì cứ giao lưu thoải mái. Đấy. Tâm đắc ấy. Đấy, các bác nhìn cái mặt. Đấy. Đấy, thế còn cái chuyện mà cái mùa khô này, đấy, kể cả mùa mùa kia, kể cả mùa quanh năm
xanh si hoặc là bất kỳ cây gì nó nên để cái đĩa nước này, nước này, nước đá nó tự nó hút lên, nó ẩm lắm, tự ẩm ăn rêu luôn này. Nhiều khi không cần phải tưới mà tự hút lên. Cây này có ẩm cái phun ngay, mới cắt được có 2-3 hôm đã lá đã bây giờ như này rồi đấy. Đây, cây này các bác nhìn rễ nó tòi lên trên mặt rêu đỏ, nó đỏ hết cả, nó bắt đầu ăn vào thành cốt rêu luôn. Đấy. Cái sộp con, cái sộp rồi, cảm ơn các bác. Đây này, ông này cũng được thả nước như này, cho nên là rêu nó rất là xanh này các bác. Mặc dù chả ăn vào đất, chưa ăn vào đất đây đâu, nhưng mà nó tự hút nước lên này, xanh. xin được cái ao nhỏ nhỏ này đổ nước, có ba chân đắp tay rất là xoay này, bàn xoay rất là đơn giản nhưng mà nhìn nó cũng hay. Đấy các bác, tóm lại là mưa gió thì cây cối mát, và khoe các bác cái cây này. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác ủng hộ và theo dõi các bác nhé.